Phương Oanh trổ tài làm cơm gà kiểu Singapore đãi cả nhà. Phương Oanh trổ tài nấu cơm gà Singapore chuẩn vị, trình bày chỉnh chu, ăn kèm canh bí xanh thuần Việt. Tuần trước, Phương Oanh khoe thành quả nếp nút là món cơm gà kiểu Singapore đãi cả nhà. Nữ diễn viên phim Hương vị tình thân cho biết cách làm món này với cô khá đơn giản. Bước đầu tiên là sơ chế gà với muối hạt và chanh, sau đó luộc gà cùng gừng, lá dứa, mùi ta, hành tây, chút bột canh. Đây là bí quyết của Phương Oanh giúp gà gây bao thơm, ngon ngọt. Cô chuẩn bị hành, tỏi và một ít bí xanh để nấu canh ăn kèm. Phương Oanh lấy phần mỡ gà, phi thơm gừng, hành, tỏi với mỡ gà, đổ gạo vào rang qua, rồi nấu cơm với nước luộc gà vừa nãy. Cách này giúp cơm có màu vàng nhẹ, thơm ngon, béo béo, rất tốn cơm. Phương Oanh tiết lộ linh hồn của món ăn nằm ở nước sốt để rưới lên cơm và chấm với thịt gà. Cô lấy gừng, tỏi, một ít ớt sừng đỏ, ớt cay, lá chanh, xay với nước luộc gà rồi nêm nếm với nước mắm, muối, đường, quất cho vừa miệng, sánh sệt, đẹp mắt, thơm chuẩn vị. Bất công nhất là lọc thịt gà, sao cho những miếng thịt đẹp mắt, xếp lên đĩa ngay ngắn. Phương Oanh chỉ cho mình 5 điểm ở công đoạn này. Cuối cùng, cô nấu bát canh bí nóng hổi với nước luộc gà. Thêm hành, mùi cho vừa miệng. Phần cơm nấu xong, cho vào bát tô, lèn chặt tay rồi úp ngược lại ra đĩa, xếp thêm dưa chuột, rau mùi để trang trí. Cơm gà bùi béo, ngậy ngậy, thịt gà mềm ngọt, tưới thêm nước sốt chua cay mặn ngọt rất êm nịnh miệng. Bát canh bí xanh nước gà thuần Việt, đậm đà, nóng hổi, ăn kèm cơm cho dễ trôi. Cơm gà không chỉ phổ biến ở Singapore mà còn được yêu thích rộng rãi khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á với nhiều biến tấu. Ngoài cơm gà Singapore, cơm gà Hải Nam cũng là một hệ đế chế y trong ghi giới cơm gà. Mùi vị hai món này tương đối giống nhau, chỉ khác phần cơm. Cơm gà Singapore thường có hạt cơm tơi hơn, trong khi cơm gà Hải Nam có hạt cơm dẻo. Phương Oanh được biết tới là một trong những bà nội trợ đảm đang nhất nhì showbiz. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên lui về hậu trường, chăm sóc gia đình và nấu ăn cho chồng con. Cô thường xuyên đăng tải video hướng dẫn cách chế biến các món ăn, trong đó phần lớn là món cầu kỳ, đòi hỏi tay nghề nấu nướng khéo léo như xôi chim, măng mực. Người đẹp cho biết mùa thu đông là thời điểm y ăn gì cũng ngon, nên cô sẽ chăm chỉ ra vlog ẩm thực hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.